Hello, xin chào mọi người nhé. Video này mình lên thanh lý cho anh em một số cái cây DZ của khách đã mua của mình và gửi ra nhà mình thanh lý. Thì đầu tiên có Đông Sơ Hua Trần Tình Tông La, một cái Khốt Nguyên Tông Son, một cây DX5 Tông Si. Tất cả thì có phụ kiện là hộp hoặc là túi. Đây, túi nhung này, ốp này. Đấy, cây nào cũng thế, bằng dung thì không còn, bằng dung dao dây treo thì không còn, bởi vì đây là hàng thanh lý, anh em nào cần thì mua thêm, không có sẵn rồi thì thôi. Đó. Trần Tính Đông Xe Hua, mấy cây trúc đắng này thì trông còn khá là mới. Cây này bọc sừng nhé, bọc sừng thật hai đầu rồi. Đây logo Đông Xe Hua đây. Chữ màu đỏ nhé. Chữ màu đỏ đây, hộp của nó. Đây là hộp, đây là túi nhung ốp. Cái này giá 1.400.000. Hiện tại 1.400.000 nhưng mà thanh lý là 950.000 các bạn nhé. Tiếp theo là cây DZ Khuất Nguyên Tông Son này, anh em nhìn trúc rất là bạc. Nói chung là khách quen thì mình chọn hàng khá là ok đấy. Đấy, Tông Son 6DZ Khuất Nguyên. Cây này giá gốc mình bán là 950.000, thì thanh lý là 650.000 bạn nhé. Có ốp và màng, ốp và túi nhung và túi da bọc nữa. Cuối cùng là cây DX5 Tông Si. Cây này quấn dây dù này, đầu thì nhựa trắng và cái khớp nối của nó rất là đẹp, khớp nối rất là gọn. Đó. Cái này có hộp nhé, có hộp và túi nhung như này. Giá của nó là 300.000. Đấy, tất cả hàng thanh lý này phụ kiện có như vậy và mình sẽ bao ship cho các bạn nhé. Bạn nào cần thì inbox mình luôn nhé.